rất nhiều đứa trẻ dù có thành tích xuất sắc ở trường nhưng ra đời lại trở nên vô dụng còn không thành công bằng những đứa trẻ trước đó mang tiếng nghịch phá cá biệt ở lớp bố dạy con sáu điều nhà trường không dạy lớn lên sống khỏe ri kiếm bộn tiền có những điều chỉ có bố người trải sự đời mới dạy được con chứ trường học họ không hề dạy